Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. 30 tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Từ đầu tháng đến nay, Nam Bộ đã duy trì mưa lớn trong tổng cộng 20 ngày và đang trải qua đợt mưa thứ hai kể từ giữa tháng. 15 tỉnh bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Hồ Nam hứng chịu lượng mưa lớn, bao phủ diện tích hơn 1 triệu km2. Theo tin tức từ Đài Khí tượng Trung ương, trong 3 ngày tới, ở Giang Nam và Nam Trung Quốc sẽ có mưa to hoặc mưa rất to. Điều này cho thấy tình hình chống lũ ở nước ta vẫn còn nhiều uẩn khúc. Dự báo cho thấy, trong 3 ngày tới, phía Nam và phía Đông Giang Nam, phía Nam Trung Quốc, phía Đông Nam Quý Châu, Vân Nam và các nơi khác sẽ có mưa to hoặc mưa rất to, có mưa to cục bộ, kèm theo thời tiết đối lưu mạnh như dông bão ngắn hạn và gió mạnh. Trong đó, từ đêm Chủ nhật đến thứ Hai, có mưa to hoặc mưa rất to ở phía Tây và Trung Nam Vân Nam, Đông Nam Quý Châu, Nam Hồ Nam, Nam Giang Tây, Tây Bắc Phúc Kiến và ven biển miền Trung, Quảng Tây và hầu hết Quảng Đông, kèm theo dông bão. Mưa lớn liên tục đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở giao thông đường cao tốc của Quảng Đông. Một số quốc lộ và tỉnh lộ đã bị gián đoạn một phần. Thiệt hại kinh tế đường cao tốc Quảng Đông gần 600 triệu NDT2 đỉnh lũ của sông Tây Giang và sông Bắc Giang hội tụ vào sáng Chủ nhật và đi vào mạng lưới sông ngòi của đồng bằng Châu Thổ Châu Giang, mang đến những trận lũ lớn chưa từng có trong hơn 65 năm qua cho khu vực đồng bằng sông Châu Giang cộng thêm với kỳ chiều cường. Do đó áp lực kiểm soát lũ lụt ở khu vực đồng bằng sông Châu Giang của Quảng Đông đã tăng lên. Thượng Hải sẽ trải qua đợt mưa lớn thứ hai. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã đưa ra dự báo mới nhất vào hôm Chủ nhật, Công Giang, Quý Châu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, núi xuất hiện vết nứt. Một số làng và thị trấn ở Đô Sơn, Ly Bo, Cát Đô và các quận khác của phía Nam Bố Nghĩa và khu tự trị dân tộc Miêu của tỉnh Quý Châu bị mưa lớn và 12 thị trấn bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Còn dốc phía trên quốc lộ 321 ở huyện Tòng Giang, tỉnh Quý Châu đang gặp nguy hiểm, trên núi xuất hiện nhiều vết nứt, vỉa hè dưới chân dốc bị biến dạng. Mưa lớn đã ảnh hưởng đến hơn 7,5 triệu người dân Quảng Tây. Theo thống kê sơ bộ lúc 18 giờ chiều ngày Chủ nhật, mưa lớn đã gây ra thảm họa tại 92 huyện của Quảng Tây với dân số 7,542 triệu người. Từ hôm Chủ nhật đến thứ hai tuần này, Quảng Tây bắt đầu một đợt mưa lớn khác. 4 hồ chứa cỡ trung bình ở đoạn An Huy của sông Dương Tử đã vượt quá mực nước giới hạn lũ, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn liên tục. Mực nước ở đoạn An Huy của sông Dương Tử đã tăng lên nhanh chóng. Hiện đã có 4 hồ chứa cỡ trung bình trên địa bàn tỉnh đã vượt mực nước giới hạn lũ và đang thực hiện xả lũ theo quy định. Tính đến hôm Chủ nhật, không có thương vong nào ở tỉnh An Huy do lũ lụt hoặc thiên tai địa chất. Mưa diện rộng xuất hiện ở Sơn Đông. Hầu hết các khu vực của tỉnh Sơn Đông đều có mưa trong ngày Chủ nhật. Theo dự báo thời tiết, trong tuần này từ thứ hai đến cuối tuần này sẽ có 3 cơn dông diện rộng ở Sơn Đông. Mực nước tại hai trạm trên lưu vực sông Tương Giang đã vượt mực nước cao nhất trong lịch sử. Do ảnh hưởng của quá trình mưa từ thứ bảy tuần trước đến Chủ nhật tuần này, thượng nguồn dòng chính sông Tương Giang tại Hồ Nam đã vượt quá mực nước cảnh báo và mực nước tại một số trạm ở Tiêu Thủy, một nhánh của sông Tương Giang đã vượt quá mức lịch sử. Tuy nhiên, khi đỉnh lũ đi qua Trường Sa vào tối ngày Chủ nhật, tỉnh Hồ Nam đã cơ bản làm tốt công tác phòng thủ trong việc chống lại trận lũ lưu vực đầu tiên trong năm nay. Các con sông chính ở Tây Tạng đã bước vào mùa lũ. Cục khảo sát tài nguyên nước và thủy văn của khu tự trị Tây Tạng cho biết, hiện tại các con sông lớn như sông Gia Lung Giang Bo, sông La Sa, sông Ni Dương, sông Lan Thương và sông Nộ Giang đã bước vào mùa lũ. Thưa quý vị, một đợt mưa lớn mới từ hôm thứ Tư tuần này đã gây ra những thảm họa mới ở nhiều huyện và thành phố thuộc tỉnh Quảng Tây. Theo thông tin do Văn phòng Kiểm soát Lũ lụt khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây cung cấp, từ 20 giờ tối thứ Tư đến 8 giờ sáng thứ Sáu, lượng mưa lớn đã khiến hơn 1,58 triệu người tại 280 thị trấn và 35 huyện ở Quế Lâm, Liễu Châu, Hà Chỉ, Ngô Châu, Hạ Châu và các thành phố khác ở Quảng Tây bị ảnh hưởng. Hơn 3.360 ngôi nhà bị sập và 35 người chết do sạt lở đất và sập nhà. Bắt đầu từ 20 giờ tối thứ Tư, Quế Lâm, Liễu Châu, Hạ Chỉ, Tần Châu và những nơi khác xảy ra mưa xối xả trên diện rộng. Quan sát từ Cục Khí tượng Quảng Tây cho thấy, trong 24 giờ từ 8 giờ sáng thứ Năm đến 8 giờ sáng thứ Sáu, 22 thị xã, thị trấn ở Quảng Tây có lượng mưa tích lũy trên 350mm, 268 thị xã, thị trấn có mưa từ 150 đến 300mm. Lượng mưa xảy ra tại quận Ngọc Phong, thành phố Liễu Châu, với lượng mưa trong 24 giờ là 380,5mm. Do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn này, mực nước của sông Đệ Giang, sông Quý Giang, sông Liễu Giang, sông Lạc Thanh và các con sông khác đã tăng vọt, trong đó mực nước của đoạn sông quận Vĩnh Phúc của sông Lạc Thanh đã vượt quá mực nước cao nhất đo đạt được trong lịch sử và lũ lụt nghiêm trọng đã xảy ra ở một số nơi. Lúc 12 giờ trưa thứ Sáu, mực nước khu vực Ngô Châu sông Tây Giang vượt mực nước cảnh báo 18,5m, đạt 18,56m.
và tiếp tục lên với tốc độ 10cm mỗi giờ. Tình hình chống lũ hết sức gay gắt, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của khu tự trị đã đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp thiên tai lũ lụt cấp độ 2 vào lúc 16 giờ chiều thứ Năm. Cấp ủy, chính quyền khu tự trị khẩn trương vận động các địa phương thực hiện các biện pháp mạnh tay hơn nữa để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Lý Quốc Anh, Bộ Tài nguyên nước, đã dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quốc phòng đến Quảng Tây vào sáng sớm hôm thứ Sáu và ngay lập tức đến các khu vực trọng điểm để chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ thiên tai. Lý Kim Tảo, Ủy viên Ban Thường vụ Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Phó Chủ tịch điều hành khu tự trị, yêu cầu tất cả các đồng chí phụ trách các thành phố, huyện và thị trấn bị ảnh hưởng bởi mưa lớn và lũ lụt phải có mặt tại địa phương trong giai đoạn này. Tất cả các chuyến công tác nước ngoài sẽ bị hủy bỏ. Công tác phối hợp, liên kết giữa các sở ngành liên quan tiếp tục tăng cường công tác dự báo để nâng cao tính chính xác, kịp thời của dự báo. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp như mất điện và cấp nước, bao vây nhân dân, đưa đón thầy trò nhà trường an toàn. Ngoài ra, ban dân vận các cấp phải nhanh chóng chuẩn bị khẩn cấp đầy đủ vật tư cứu trợ thiên tai để đảm bảo công tác cứu trợ thiên tai được tiến hành kịp thời. Mưa lớn ở nhiều nơi, tỉnh Phúc Kiến cũng đã phát tín hiệu cam cảnh báo mưa lớn do ảnh hưởng bởi đường cắt cấp thấp. Miền Nam Phúc Kiến đã có mưa to đến rất to vào hôm thứ Năm và mưa lớn cục bộ tại một số khu vực. Đài quan sát khí tượng tỉnh Phúc Kiến đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam vào buổi trưa. Theo các báo cáo, từ 8 giờ sáng đến 14 giờ chiều hôm thứ Năm, 5 trạm ở Phúc Kiến đã nhận lượng mưa hơn 90mm, trong đó Tấn Giang lên tới hơn 140mm. Dữ liệu trạm tự động được mã hóa cho thấy Long Nham có 13 thị trấn có lượng mưa vượt quá 70mm, 3 trong số đó đã đạt hơn 110mm, Trân Châu, Tuyền Châu và Hạ Môn đều có lượng mưa vượt quá 80mm. Các chuyên gia khí tượng cho biết, mưa lớn ở Phúc Kiến sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Đêm thứ Năm, thời tiết tỉnh Phúc Kiến nhiều mây, có mưa rào hoặc dông. Một số huyện, thành phố thuộc 4 thành phố Long Nham, Trân Châu, Hạ Môn, Tuyền Châu có mưa vừa đến mưa to. Một số huyện, thành phố có mưa rất to và một số quận, huyện ở các thành phố khác có mưa to. Ngày thứ Sáu, thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến nhiều mây, có mưa rào hoặc dông. Một số quận và thành phố ở Nam Định, Tam Ninh, Long Nham, Minh Đức có mưa vừa đến mưa to. Một số quận và thành phố có mưa rất to, một số quận và thành phố khác các thành phố có mưa lớn. Từ ngày thứ Bảy đến Chủ nhật, thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến nhiều mây, có mưa rào hoặc dông. Một số quận, huyện ở các thành phố có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Kể từ hôm Chủ nhật, thành phố Lâu Di, tỉnh Hồ Nam có mưa lớn, dông lốc và gió giật mạnh xảy ra ở hầu hết các khu vực. Nhiều nơi trũng thấp bị ngập nặng gây bất tiện cho người đi đường. Đài quan sát khí tượng tỉnh Hồ Nam đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu cam cho thành phố Lâu Di vào lúc 12 giờ 9 phút trưa ngày thứ Hai. Chính quyền thành phố Lâu Di đã đưa ra kế hoạch cảnh báo sớm kiểm soát lũ lụt và công tác kiểm soát lũ lụt đã bước vào tình trạng sẵn sàng. Hôm thứ Ba, mưa lớn xảy ra ở Thượng Nhiêu, tỉnh Giang Tây, khiến nước sông dâng cao, một số diện tích đất canh tác bị ngập lụt, đường xá hư hỏng. Kể từ tuần trước, nhiều khu vực của tỉnh Giang Tây đã có mưa vừa hoặc dông và mưa to cục bộ. Quá trình mưa có cường độ cao và phạm vi rộng, gây ra các thiên tai thứ cấp như lũ lụt ở các lưu vực nhỏ, ngập úng ở các thành phố trũng thấp, sạt lở đất và dòng mảnh vụn. Theo dự báo của Cục Khí tượng, Bộ Chỉ huy Quốc phòng tỉnh Giang Tây đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp để kiểm soát lũ lụt. Theo Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây, vào tối Chủ nhật tỉnh Giang Tây nhìn chung có mưa lớn, kèm theo sấm sét mạnh. Tính đến 7 giờ sáng thứ Ba, có 37 huyện và thành phố ở Giang Tây có mưa to và mưa rất to. Mực nước một số con sông đã lên đến mức cảnh báo. Quý vị thân mến, kể từ đầu tuần, đã có lượng mưa lớn trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc. Các khu vực địa phương của Tứ Xuyên, Quý Châu, Hồ Nam, Quảng Tây, An Huy, Chiết Giang, Quảng Đông và những nơi khác có mưa to hoặc mưa rất lớn. Đài khí tượng Trung ương dự báo, trong 2 ngày tới, một số khu vực Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, An Huy, Giang Tô, Thượng Hải, Tứ Xuyên, Vân Nam vẫn có mưa lớn, cần tăng cường công tác phòng chống mưa lớn và lũ lụt. Theo dõi cho thấy từ 8 giờ ngày thứ Bảy đến 8 giờ ngày thứ Hai, các khu vực có lượng mưa tích lũy lớn hơn 50mm bao phủ diện tích đất liền khoảng 500.000 km², trong đó lượng mưa tích lũy ở phía Tây Hồ Nam, Tây Bắc và Nam Quảng Tây và Trung và Đông Quảng Đông đã đạt từ 100-168mm, lượng mưa ở Sán Vĩ, tỉnh Quảng Đông đạt 217mm. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng Trung ương, hôm nay và ngày mai, Tây Bắc Tân Cương, phần lớn Tây Tạng, Nam và Đông Thanh Hải, Đông Nam Tây Bắc, Trung Nam và Đông Nội Mông, Trung Đông Bắc, Trung và Tây Bắc Trung Quốc, Trung và Tây Hoàng Hoài, Giang Hoài, Giang Hán, Giang Nam, Nam Trung Quốc và Tây Nam Trung Quốc có mưa từ nhẹ đến vừa và có tuyết hoặc dông bão. Giang Tô, Thượng Hải, Đông Nam lưu vực Tứ Xuyên và Vân Nam đã có mưa to đến rất to ở các vùng phía Nam và những nơi khác, và mưa lớn ở các vùng của Hồ Nam, Giang Tây, Giang Tô, An Huy,
Chiết Giang và những nơi khác. Cục khí tượng đặc biệt nhắc nhở rằng hiện nay Giang Nam, Nam Trung Quốc và những nơi khác đang trong thời kỳ mưa, độ ẩm của đất ở hầu hết các khu vực đã bão hòa, mực nước sông, hồ chứa nước đang dâng cao, chú ý đề phòng lũ, úng, sạt lở đất do mưa lớn, đối lưu mạnh, dông lốc, sét và mưa đá. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tin Mới. Tình hình mưa bão ở Trung Quốc vẫn đang diễn ra liên hồi nhưng không muốn ngừng nghỉ. Bầu trời Trung Quốc liên tục 24/24 giờ không khác gì những ngày tận thế. Vào sáng ngày hôm nay, bão Haiyan giật cấp 17 với sức gió 220 km/h đã đổ bộ vào quảng trường Tiananmen, thành phố Liêu Ninh và Sơn Đông và nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc. Bão đổ bộ đã làm tan hoang một khoảng trời, làm sập 1,4 triệu căn nhà, làm hư hỏng nặng một sân bay quốc tế. Tòa nhà Trung Nam Hải cũng bị sét đánh cháy mái nhà, hàng ngàn ô tô bị cuốn trôi linh đênh ra ngoài biển khơi. Bệnh viện, trường học, nhà ga, bến cảng của Trung Quốc đều phải đóng cửa và ngưng hoạt động. Cây cối bị quật đổ, lưới điện quốc gia của Trung Quốc bị đánh sập. Toàn bộ 2/3 diện tích của Bắc Kinh phải sống trong bóng tối. Cầu cống, đường xá, trường học, trạm xá bị ngập lụt và ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu người dân của Trung Quốc phải khăn gói hành lý di chuyển đến những nơi an toàn để trú ẩn. Thưa quý vị, bão chồng bão, lũ chồng lũ, hiện chính quyền của ông Tập rất sốt ruột, lực bất tòng tâm bởi vì thiên nhiên được cho vẫn đang trút những cơn cuồng phong bão tố và lũ quét vẫn đang trừng phạt Trung Quốc. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, trong một bản tin về dự báo thời tiết vào lúc 6:30 sáng ngày hôm nay theo giờ địa phương cho biết, đêm rạng sáng nay, bão Hinata đã gây mưa to đến rất to, tàn phá nặng nề nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến lũ tại thượng nguồn hai con sông Dương Tử, sông Hoàng Hà đổ về vùng hạ lưu mỗi lúc một nhiều, làm cho con đập Tam Hiệp phải mở thêm các cửa xả để xả lũ. Hiện nhiều nơi của Trung Quốc bị ngập từ 4 đến 6 mét. Nhiều ngôi nhà cao tầng bây giờ chỉ còn cái nóc là không bị lũ nhấn chìm. Cơ quan cảnh báo động đất lũ lụt Trung ương Trung Quốc đang phát đi thông báo khẩn cấp cho toàn bộ cơ quan chính quyền, người dân của nước này rằng mọi người hãy tìm nơi ẩn nấp. Bởi vì trong chiều nay và tối nay, nhất là nửa đêm và rạng sáng, bão Haiyan còn gây gió giật tới cấp 15, 16 và 17, đề phòng những cây cổ thụ sẽ bị quật đổ. Ngoài ra, cơ quan Trung Quốc còn cảnh báo những cơn mưa to đến rất to sẽ tiếp tục xối xả ập vào phía Trung Quốc, nhất là ở thủ đô Bắc Kinh, quảng trường Thiên An Môn, thành phố Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Giang Tô, Chiết Giang. Con đập Tam Hiệp được các chuyên gia hàng đầu trên thế giới dự báo sẽ không chịu được sức ép khủng khiếp này. Và nếu như không chịu được cơn bão Haiyan tàn phá siêu đập lớn nhất của Trung Quốc cũng như lớn nhất của thế giới, sẽ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm hoàn toàn gần như toàn bộ quốc gia Trung Quốc ra ngoài biển khơi, đồng nghĩa với việc Bắc Kinh sẽ bị xóa sổ. Chính quyền ông Tập đã phải ra thông báo khẩn cấp để điều động 17 tiểu đoàn cùng các tiểu đội ứng phó khẩn cấp để giải cứu con đập Tam Hiệp cũng như dòng nước ở sông Dương Tử. Những cơn mưa to, sấm sét, bão tố, lũ lụt, vòi rồng, động đất thay phiên nhau quần thả Bắc Kinh làm cho Trung Quốc đã tồi tệ nay còn thảm hại hơn rất nhiều. Đây được coi là nhân quả báo ứng đã sắp đặt sẵn cho phía Trung Quốc sau biết bao nhiêu tội lỗi gây ra cho toàn thế giới. Nhiều người đang cầu nguyện cho người dân Trung Quốc bởi họ cho rằng người đáng bị trừng phạt bởi luật nhân quả báo ứng chính là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, là ông Tập Cận Bình chứ không phải những người dân vô tội. Thưa quý vị, hiện các lực lượng chức năng đang phong tỏa nhiều khu vực ở Trung Quốc bởi vì những tuyến đê bao xung quanh con sông Dương Tử đã bị vỡ. Chính quyền địa phương nói rằng cần phải di tản dân gấp bởi vì nhiều khả năng lũ quét, lũ ống sẽ lại xuất hiện. Theo tờ báo South China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc đưa tin, những hình ảnh kinh ngạc của bão Haiyan đã làm cho Trung Quốc điêu đứng. Dòng nước của nó chảy như thác từ trên trời đổ xuống, khiến ngập lụt xảy ra ở nhiều tỉnh thành phía Nam. Ngoài ra, nhiều tỉnh thành của phía Bắc cũng bị lũ lụt cuốn trôi. Cư dân của Trung Quốc đã chứng kiến một cảnh tượng choáng ngợp khi một thác nước dường như đã bị thổi ngược trong cơn bão Haiyan. Tờ báo của Trung Quốc miêu tả chi tiết như sau. Cơn bão Haiyan mang theo gió mạnh, mạnh tới cấp 17 với hơn 251 km/h. Vùng tâm bão đã đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh và nhiều tỉnh thành khác, trong đó có tỉnh Chiết Giang. Điều đáng chú ý là cơn bão xuất hiện vào lúc 3:30 rạng sáng ngày hôm qua. Đây là thời gian mà người dân Trung Quốc đang chìm trong giấc ngủ. Chính vì vậy, thiệt hại cũng như là mất mát diễn ra rất nhiều. Tới trưa cùng ngày, sức gió tại tâm bão là 220 km/h, đồng thời di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ khoảng 30 km/h.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia của Trung Quốc cho hay, bão Haiyan là cơn bão số 1 của Trung Quốc trong năm 2023 này. Kể từ đầu tháng 3 tới nay, hơn 6 triệu người phải sơ tán khẩn cấp khỏi những nơi yếu thế bởi vì mưa lớn và gió giật mạnh tấn công khu vực bờ biển phía đông của nước này. Cơ quan khí tượng thủy văn của tỉnh Chiết Giang đã phát cảnh báo khẩn cấp tới thị trấn và thành phố trên toàn tỉnh. Mưa bão đã được dự báo trong suốt cả ngày. Chúng ta có thể xem những đoạn video và hình ảnh trên mạng xã hội phía Trung Quốc cũng như là nhiều tờ báo quốc tế truyền tải để thấy rằng cơn bão Haiyan tàn phá Trung Quốc nặng nề như thế nào. Hiện các cơ quan chức năng của phía Trung Quốc vẫn chưa đưa ra thông báo thống kê về thiệt hại người và của do cơn bão gây ra. Nhưng theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc dự báo rằng thiệt hại là vô cùng to lớn, lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Hãng tin Reuters, hãng tin nổi tiếng trên thế giới đã đưa ra rất nhiều hình ảnh cũng như những đoạn video chụp từ vệ tinh cho thấy bão đã tàn phá các tỉnh thành của phía Trung Quốc, nhấn chìm nhiều điểm du lịch của nước này, khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình mất ăn mất ngủ. Thay vì cứu vớt cho người dân của mình, thì ông Tập cho tàu chiến gây hấn với Mỹ, Việt Nam ở ngoài Biển Đông, quanh quần đảo Phú Lâm, đảo Đá Ba Đầu và biển Đài Loan. Hiện hải quân của Trung Quốc vẫn đang đối đầu căng thẳng với hải quân hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Được biết, đây là những tham vọng mà chính quyền ông Tập đang tạo ra ngoài Biển Đông, bất chấp lũ lụt mưa bão đang hoành hành tại đất liền của Trung Quốc. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, kết thúc mùa xuân năm 2023 và bắt đầu tháng 3 tới giờ, Trung Quốc liên tục đón nhận những điều tồi tệ và dịch bệnh cũng như là thiên nhiên đang dội lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình để trừng trị thay cho thế giới. Có thể nói, dịch bệnh COVID-19 tàn phá nặng nề Trung Quốc khiến cho nền kinh tế của Bắc Kinh xuống thấp nhất kỷ lục trong lịch sử. Ngoài ra, từ đầu tháng này cho đến bây giờ, mưa lũ, bão tố liên tục ập tới, đổ hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống, khiến cho con đập Tam Hiệp gần như là bị vỡ. Theo các chuyên gia, con đập vẫn đang trụ vững và chưa bị vỡ, nhưng tình hình mưa bão mà tiếp tục xảy ra kèm theo động đất, sóng thần cũng như lũ lụt, lũ quét, sạt lở, vòi rồng thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ là 100%. Và khi nó vỡ, thảm kịch nó gây ra cho Trung Quốc được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử loài người. Chúng ta cùng chờ xem con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc cũng như lớn nhất thế giới có bị vỡ hay không thì hồi sau sẽ rõ. Thưa quý vị, động đất khiến thiệt hại do thiên tai ở Tứ Xuyên, Trung Quốc thêm nặng nề. Số người chết sau trận động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc tăng lên 65 người, 12 người mất tích và hàng trăm người bị mắc kẹt. Đường hư hỏng, dư chấn, mưa và nguy cơ giật lở đất đang cản trở nỗ lực cứu hộ ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sau trận động đất mạnh 6,8 độ Richter xảy ra, khiến ít nhất 65 người chết, 12 người mất tích và gần 250 người bị thương, SCMP đưa tin. Nhân viên khách sạn tại một khu du lịch của công viên quốc gia và nhân viên tại một chi nhánh của Học viện Khoa học Trung Quốc, nơi đài quan sát bị sập, là những người thiệt mạng trong thảm họa. Trận chấn động xảy ra vào lúc 12 giờ 22 phút trưa cùng ngày, có tâm chấn gần một trung tâm du lịch ở huyện Lô Định, cách thủ phủ Thành Đô khoảng 260 km. Đến 7 giờ ngày hôm qua, số người chết bao gồm 37 người từ châu tự trị dân tộc Tạ, Grazi và 28 người từ huyện Thạch Miên, Nhã An. Ít nhất 12 người từ châu tự trị dân tộc Tạ, Grazi vẫn mất tích, theo đài truyền hình CCTV. Hơn 6.500 nhân viên cứu hộ và bác sĩ đã được cử đến hiện trường. 4 trực thăng và 2 máy bay không người lái đã được điều đến các huyện Lô Định và Thạch Miên, hai trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Khoảng 50.000 người đã được di dời và hơn 3.400 lều, 12.000 giường gấp và khăn trải giường đã được gửi đến khu vực. Khả năng xảy ra mưa bão và điều kiện đường xá gồ ghề càng làm tăng thêm khó khăn cho các đội tìm kiếm cứu nạn. Bản tin dự báo thời tiết cho thấy sẽ có mưa trong 2 ngày tới, với nhiệt độ dự kiến xuống thấp tới 12 độ C, đồng thời cảnh báo có thể xảy ra lở đất và các thảm họa địa chất khác. Các con sông và đập trong tỉnh Tứ Xuyên đang được theo dõi chặt chẽ. Sở Thủy lợi Tứ Xuyên cho biết, một nhánh của sông Đại Độ đã bị tê liệt sau trận động đất và những người sống ở hạ lưu được yêu cầu di dời. Sau động đất, đã có hơn 10 cơn dư chấn có cường độ từ 3 đến 4,2 độ Richter. Theo CCTV, con đường duy nhất và công viên địa chất quốc gia Hải Loa Câu,
một địa điểm du lịch nổi tiếng bị phong tỏa và khoảng 200 người vẫn bị mắc kẹt bên trong. Trận động đất là một đòn giáng khác đối với Tứ Xuyên sau khi tỉnh này chịu hạn hán kỷ lục và thiếu điện vào tháng trước, đồng thời đang phải chiến đấu với các đợt bùng phát COVID-19 khiến thành đô phải đóng cửa. Đến sáng nay, cơ quan cứu trợ động đất Tứ Xuyên đã nâng cấp phản ứng khẩn cấp lên cấp cao nhất của hệ thống 4 cấp. Trận động đất mạnh rung chuyển Tây Nam Trung Quốc làm ít nhất 7 người chết, gây ra sạt lở đất và làm rúng động dân cư tại một thành phố lớn đang trong tình trạng phong tỏa ngừa COVID-19 trong 2 ngày trước. Trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 6,8 độ Richter đã tấn công một khu vực miền núi ở huyện Lô Định thuộc tỉnh Tứ Xuyên ngay sau buổi trưa. Tỉnh Tứ Xuyên nằm ở rìa cao nguyên Tây Tạng, nơi các mảng kiến tạo gặp nhau nên thường xuyên xảy ra động đất. Năm ngoái, hai trận động đất ở đây đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 4 người. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, giới chức đã báo cáo 4 người chết trong trận động đất mới nhất. Sạt lở đất, thiệt hại về nhà cửa cũng như nguồn điện bị gián đoạn đã được ghi nhận trong trận động đất mạnh này. Một vụ sạt lở đất đã chặn một tuyến đường lớn. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho hay, trận động đất mới nhất của Trung Quốc có thể được cảm nhận được ở tỉnh Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nơi cách xa địa điểm động đất tới 200 km. Thành Đô, nơi bùng phát COVID-19 đang triển khai biện pháp phong tỏa để ngăn ngừa lây lan dịch bệnh. Cư dân thành phố Yandali cho hay đã trốn dưới bàn làm việc trong 5 phút trong căn hộ ở tầng 31, trong khi nhiều hàng xóm vội vã chạy xuống tầng dưới khi động đất xảy ra. Có một trận động đất mạnh vào tháng 6 năm ngoái nhưng không đáng sợ lắm. Lần này tôi thực sự sợ hãi bởi tôi sống trên tầng cao và sự rung chuyển khiến tôi choáng váng, Yang chia sẻ. Cô cho biết thêm, hai tháng qua ở Thành Đô thật kỳ lạ, trận động đất và đợt phong tỏa diễn ra sau một đợt nắng nóng và hạn hán gây thiếu nước và cắt điện bởi Tứ Xuyên phụ thuộc vào thủy điện. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận trận động đất ở Trung Quốc có cường độ 6,6 độ Richter ở độ sâu tương đối nông khoảng 10 km. Trận động đất ở Trung Quốc gây chết người nhiều nhất trong những năm gần đây là động đất mạnh 7,9 độ Richter năm 2008, khiến gần 90.000 người thiệt mạng ở Tứ Xuyên. Động đất mạnh đã tàn phá các thị trấn, trường học và các cộng đồng nông thôn bên ngoài thành đô. Vậy là đúng như dự báo, năm 2023 được cho là một năm đầy tai ương và gió đã dồn dập tấn công Trung Quốc trong mấy ngày hôm nay, khi dòng nước lũ như gào thét đánh sập vách núi và cây cầu như ngày tận thế. Miền Nam thì lũ lụt triền miên chưa thấy ngày ngớt, thì tại miền Tây Bắc, cơn bão quái vật cấp 15 quần đảo Trung Quốc một tuần nay vẫn chưa ngừng nghỉ. Các vùng ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại nước này đang ngày càng mở rộng sang các vùng phía Tây Bắc của Trung Quốc, khiến các tỉnh Cam Túc, Thanh Hải hứng chịu thiệt hại lớn. Và sáng nay, tình trạng sạt lở núi đã tiếp tục nuốt chửng hàng trăm sinh mạng vô tội cùng nhiều ngôi nhà và chung cư. Chính quyền Trung Quốc Tập Cận Bình phải nâng cấp phản ứng khẩn cấp và điều trực thăng tham gia ứng phó. Theo nguồn tin chính thức từ Trung Quốc, chỉ sau 3 ngày mưa lớn gây ra lũ lụt và lở đất đã làm cho hơn 208 người tại nước này thiệt mạng. Một quan chức địa phương nói với hãng tin AP, chúng tôi đã thu gom được 160 thi thể từ huyện Chư Khúc, tỉnh Cam Túc và hơn 60 thi thể ở Solo, Thanh Hải. Hiện nhiều quận huyện tại đây đã bị ngập trong nước và chúng tôi chỉ có thể đi lại bằng thuyền và cano. Kinh hoàng nhất trong sáng nay, một trận lũ quét kéo theo bùn và các mảnh vỡ từ khu vực sạt lở đất ở miền Bắc của tỉnh Cam Túc tấn công vào các ngôi làng và một trường tiểu học ở đây, khiến cho 24 trẻ em bị cuốn trôi tang thương. Các nhân viên cứu hộ đã đưa được 11 thi thể trẻ em từ bùn đất trở về. Nhiều giờ sau, 13 trẻ em khác và một số giáo viên đã được giải cứu. Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Thông tin và Truyền thông Thiên tai Trung Quốc, ông Zhao đánh giá rằng số nạn nhân thiệt mạng có thể tiếp tục tăng do hiện nay nhiều gia đình báo có người thân mất tích và chưa được tìm thấy. Huyện đã tăng cường xây dựng hệ thống cảnh báo sớm thảm họa địa chất nhằm theo dõi 173 địa điểm có khả năng xảy ra thảm họa địa chất trong thập kỷ qua. Ngoài ra, thiên tai cũng đã phá hủy nhà cửa và hoa màu, đồng thời ảnh hưởng đến giao thông và dịch vụ tiện ích, khiến chính quyền địa phương phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp chống lũ lụt ở mức cao nhất. Chính quyền tỉnh Cam Túc đã cử trực thăng và một số đội cứu hộ chuyên nghiệp đến các khu vực bị thiệt hại nặng nề, đồng thời cấp khoảng 17,5 triệu nhân dân tệ, khoảng 2,54 triệu đô la Mỹ để cứu trợ. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp cứu hộ, cứu nạn và dùng hàng trăm máy bơm để hút nước ra khỏi khu dân cư, cũng như cơ sở hạ tầng, đường dây, tàu hỏa, mặc cho trong đất liền đang hứng chịu thiên tai, mặc cho mất mùa đói kém triền miên, Tập Cận Bình vẫn bất chấp tất cả. Ông ta không hề mảy may quan tâm tới việc thống khổ của người dân. Trung Quốc vẫn tăng cường ngày đêm đem quân đội tiến ra Biển Đông, chiếm cho bằng được quần đảo Trường Sa lớn của Việt Nam.
Bằng chứng là Bắc Kinh đã tập trận liên hoàn từ đầu tháng cho đến nay, ngay trên lãnh hải của Việt Nam chúng ta. Thưa quý vị, giới chuyên gia cho rằng cơ sở tầng yếu kém là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ngập úng tại nhiều địa phương của Trung Quốc trở nên nghiêm trọng hơn. Trước đó, tình hình lũ lụt Trung Quốc trong tháng trước chủ yếu tập trung vào tỉnh Tứ Xuyên, Giang Tây, Trùng Khánh ở phía tây của đất nước với nhiều đô thị, trong đó Thành Đô và Lạc Sơn bị ảnh hưởng nặng nề. Cũng trong sáng nay, các cơ quan dự báo thời tiết cho biết mưa lớn tại Trung Quốc có thể kéo dài đến hết tháng 11 năm nay. Tân Hoa Xã ngày hôm nay dẫn lời Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc Chu Học Văn nói rằng giai đoạn kế tiếp có thể gây thiệt hại đáng kể. Cơ quan khí tượng dự báo mưa lớn có thể tiếp tục trút xuống lưu vực sông Dương Tử trong ngày hôm nay. Do đó, nhà chức trách Trung Quốc đang giữ ở mức cảnh báo cao độ. Kính thưa quý vị thân mến, thiên tai, thảm họa và những dị tượng kỳ lạ lại tiếp tục xảy ra tại đất nước Trung Quốc sau cơn cuồng phong của bão quái vật bồi thêm mưa lớn và gió giật thủ đô Bắc Kinh. Biểu tượng về sức mạnh, niềm tự hào của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại được thần sấm, thần sét ghé thăm. Nhưng sự viếng thăm lần này có vẻ như không được Đảng Cộng sản và người dân Trung Quốc chào đón, bởi thiên lôi chỉ đem lại bất hạnh và bi kịch cho người dân đại lục mà thôi. Thưa quý vị, sau đợt sét thứ nhất giáng xuống vào lúc 19 giờ 2 ngày trước đã làm cho hơn 100 người tại Bắc Kinh thiệt mạng. Một lúc sau, một trận sét thứ hai lại tiếp tục đánh xuống tháp truyền hình trung ương tại đây, làm cho nó sập hoàn toàn, làm bị thương hơn 64 người và 8 người chết khi đang làm việc tại đây, gây bàng hoàng cho dư luận. Tất cả các vụ thiệt mạng chỉ xảy ra trong vòng 1 giờ đồng hồ. Vào năm 2021, cũng đã có hơn 2.200 người Trung Quốc đã bị sét đánh chết. Theo thống kê, số người Trung Quốc làm việc ngoài trời nhiều hơn các nước khác, nên họ có nguy cơ bị sét đánh nhiều hơn. Vào năm 2019, ở khu vực miền Đông Trung Quốc cũng đã từng ghi nhận có 3.203.621 vụ sét đánh chỉ trong vòng 13 giờ. Thưa quý vị, trong khi đó ở Bắc Kinh vào ngày hôm qua, sau khi hứng chịu một cơn mưa dữ dội kèm theo gió lớn nổi lên sấm chớp rền vang, một tia sét lớn như xé tan bầu trời vẫn đánh vào đỉnh của tháp truyền hình trung ương Trung Quốc. Tia sét đã khiến cho cả một vùng trời như rực sáng, lửa bắn tung tóe xung quanh vương vãi khắp nơi. Khách du lịch tại Bắc Kinh đã sợ đến nỗi phải la hét liên tục, còn cư dân mạng Trung Quốc thì mô tả cảnh tượng giống như đang xem một bộ phim thảm họa. Sét đánh trúng vị trí trọng yếu, đây là một yếu tố đáng ngại cho nhà nước và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sét càng đánh càng trúng chỗ hiểm, mục tiêu kế tiếp là Trung Nam Hải Trăng. Một số cư dân mạng còn đăng Twitter nhắc nhở rằng mỗi khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc gây thêm tội lỗi thì sẽ có dị tượng xuất hiện. Lần trước, Bắc Kinh đã tổ chức lễ hội công khai mưu đồ thi hành luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông. Hôm đó, ban ngày cũng như ban đêm, cuồng phong bão táp vô cùng dữ dội khi công an Trung Quốc bắt giữ các nhà hoạt động dân chủ như Lê Chí Anh, Chu Đình. Thì tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông ở Thượng Hải cũng liền bị sét đánh ngay lập tức. Sau đó, cư dân mạng còn nhấn mạnh rằng trời đất và con người còn có tương quan lẫn nhau, làm việc trái với đạo trời ắt sẽ gặp báo ứng. Kính thưa quý vị khán giả, như chúng ta đã biết, trong lịch sử mưa lũ của Trung Quốc, hầu hết do yếu tố tự nhiên. Nhưng mới đây, có một trận lũ nhân tạo với sức tàn phá không kém khiến khoảng 300.000 người thiệt mạng. Đó chính là trận lũ trên sông Hoàng Hà đã nhấn chìm thành cổ Khai Phong của Trung Quốc theo đúng nghĩa đen. Nước tràn vào trong tường thành và không thoát ra được, nhấn chìm hàng trăm nghìn người ở bên trong. Tài liệu lịch sử cho thấy sông Hoàng Hà là con sông dài thứ hai của nước này đã gây ra lũ lụt hơn 1.000 lần vị trí trong vòng 2.000 năm qua, dẫn đến cái chết của hàng triệu người. Thành cổ Khai Phong nằm ở bờ nam sông Hoàng Hà trong khu vực thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay. Trước đây, Khai Phong là một trong những thành phố lớn nhất thế giới và từng là kinh đô của một số triều đại Trung Quốc. Nơi đây cũng thường xuyên là nạn nhân của lũ sông Hoàng Hà. Nhưng cho đến ngày hôm qua, lũ quá mạnh, tòa thành không thể cầm cự được nữa. Tập Cận Bình đã đưa ra một hành động quyết liệt và điều này vô tình khiến cho hàng ngàn người dân phải trả giá. Theo đó, một đội quân lớn đã phá đê dọc sông Hoàng Hà để cố tình làm ngập Khai Phong. Tập Cận Bình cũng đã ra lệnh xả lũ sông Hoàng Hà với hy vọng tiêu diệt sự nổi dậy của người dân trước sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc là cho đời vỡ. Nhưng thay vì tiêu diệt sự nổi dậy của người dân, nước lũ tấn công dữ dội thành cổ trũng thấp, nhấn chìm khu dân cư hoàn toàn không được chuẩn bị từ trước. Từ dân số 378.000 người giờ chỉ còn vài ngàn người sống sót. Theo nghiên cứu, tường thành Khai Phong đã sụp đổ một phần khiến nước lũ tràn vào mà không thể thoát ra. Dòng nước lũ vào Khai Phong bao gồm bùn và mảnh vỡ tạo ra hỗn hợp chết người, khuếch đại đáng kể sức mạnh hủy diệt của lũ sông Hoàng Hà.
Theo nghiên cứu, có một số người bị thanh gỗ sơn đầu và một mảnh đất sét lớn được tìm thấy trong một người khác. Cũng tại Khai Phong Phủ, trận lũ đã để lại lớp bùn đất dày khoảng 3 mét, chủ yếu là phù sa. Điều này cho thấy nước lũ cực kỳ đặc biệt và có sức tàn phá lớn, có thể là hậu quả của một cái chết dữ dội trong trận lụt, trong đó có những người xác còn được tìm thấy trên giường gỗ. Sau khi sụp đổ, một phần tường thành dường như đã ngăn nước lũ thoát ra ngoài. Do đó, chúng vô tình khuếch đại sức tàn phá của trận lũ lụt sông Hoàng Hà. Cuối cùng, nước lũ thoát ra khỏi thành phố cổ ở phía đông nam, để lại một con kênh có thể nhìn thấy trong địa hình hiện đại của Khai Phong khoảng 10 km về phía bắc. Sau khi đê vỡ, mực nước sông Hoàng Hà có thể giảm từ 10 đến 15m. Các nhà khoa học cũng tính toán rằng lưu vực đỉnh lũ là 360m³/giây hoặc 725m³/giây, tương ứng với mực nước giảm 10 hoặc 15m. Với mực nước giảm ước tính từ 10 đến 15m, lượng nước sông tràn ra ngoài là khoảng 32% hoặc 64% tổng lưu lượng sông. Điều này có nghĩa là một tỷ lệ đáng kể lưu vực sông Hoàng Hà quét vào thành cổ gần như ngay lập tức sau khi đê vỡ. Không có gì ngạc nhiên khi sông Hoàng Hà được mệnh danh là nỗi buồn của Trung Quốc. Nước của con sông Hoàng Hà được cho là đã đổ vỡ qua các con đê ở các con sông gần thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hà Nam. Do vùng đồng bằng trũng thấp gần khu vực điều tiết lũ nên rất dễ lan rộng ra rất nhanh khắp miền Bắc của Trung Quốc, bao gồm khoảng 130.000 km², gây tắc nghẽn các khu định cư nông nghiệp và các trung tâm thương mại. Sau trận lụt, 2 triệu người mất nhà cửa và các đại dịch liên tiếp xảy ra. Tiếp theo là thiếu các yếu tố thiết yếu cơ bản như thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác. Người thiên cổ có câu, thiên tai dĩ tượng, sờ sờ, nếu không hối cải, đợi chờ nạn to. Câu nói này đang ứng nghiệm mạnh mẽ lên đất nước Trung Quốc khi các hiện tượng thiên nhiên hóa đêm chính là cảnh báo thảm họa cho người dân đại lục. Từ thuở xa xưa, thần Phật cũng đã đưa ra dự ngôn về đất nước Trung Quốc dưới thời Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày nay chuẩn xác phi thường. Theo ghi nhận, từ 4 ngày trước cho đến nay, ở Trung Quốc thiên tai dĩ tượng xảy ra thường xuyên. Gần một tuần nay, nhiều hiện tượng kỳ lạ thay nhau xuất hiện, khi thì hàng loạt công bố bất thường. Còn tại các vùng núi thì ban đêm buông xuống hàng loạt tiếng cú kêu, sói hú không ngớt, khiến người dân nơi đây không dám bước chân ra khỏi nhà. Thưa quý vị, suốt hơn 2.000 năm nay, Vạn Lý Trường Thành đã trở thành công trình biểu tượng, một kỳ quan của thế giới và luôn là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa. Nhiều người đặt câu hỏi về điều gì khiến bức tường thành vĩ đại ấy vẫn thách thức cùng thời gian. Như thế thì nó vẫn tồn tại hàng ngàn năm nhưng vẫn đứng sừng sững một cách hiên ngang. Nhưng giờ này nó đã gặp phải nguy hiểm và đang gây ra sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi niềm tự hào của nó đã thay thế bằng mối tai họa bi kịch cho người dân Trung Quốc. Một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ở khu vực miền Nam Trung Quốc, nơi có bức tượng của Vạn Lý Trường Thành đi qua, đã nhấn chìm toàn bộ hơn 600 mét tường chạy qua khu vực tỉnh Vân Nam, làm thiệt mạng hơn 120 người, chủ yếu là du khách đang đi tham quan, trong đó có một người họ hàng gần của Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Trên bức tượng này gây ra một cảnh tượng kinh hoàng cho những người may mắn sống sót khi chứng kiến cảnh mặt đất nứt ra, nuốt chừng hàng trăm người xấu số vào trong lòng của nó và mất hút. Trước khi trận động đất xảy ra, mặt đất và bức tượng có những dấu hiệu rung chuyển tạo ra những tiếng động kinh khiếp, làm cho nhiều người bị té xuống đất và gây ra nỗi hoang mang, lo sợ cho phần lớn mọi người. Chưa dừng lại ở đó, không lâu sau trận động đất, một cơn sóng thần đã ập đến, nó đã phá hoại nặng nề khu vực bờ biển phía Nam, gồm tỉnh Quảng Đông, khu tự trị Quảng Tây của nước này. Hơn 17.000 ngôi làng và ngôi nhà, cùng hơn 220 người cũng đã bị cuốn trôi theo dòng di chuyển của sóng dữ, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc. Phần lớn cư dân mạng có niềm tin chắc chắn rằng khi Thượng Đế hành động, điều gì cũng có thể xảy ra. Bí mật khiến cho Vạn Lý Trường Thành xây hàng ngàn năm không đổ là gì? Và vì sao lại phải gặp sự cố như ngày hôm nay và diễn biến tiếp theo của sự việc đang làm xôn xao dư luận này ra sao? Tất cả đều có trong bản tin thời sự ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị khán giả lắng nghe. Kính thưa quý vị, Vạn Lý Trường Thành là bức tường công sự có chiều dài tới 21.000 km ở phía Bắc Trung Quốc do Hoàng đế Trung Hoa đầu tiên là Tần Thủy Hoàng ra lệnh xây dựng. Tần Thủy Hoàng là người đề ra ý tưởng xây dựng Vạn Lý Trường Thành để bảo vệ Trung Hoa khỏi sự xâm lăng, cướp bóc của các bộ tộc du mục phương Bắc, theo History.
Trên thực tế, các dấu vết đầu tiên của vạn lý trưởng thành đã có từ trước thời Tần Thủy Hoàng hàng trăm năm. Trong giai đoạn Xuân Thu Chiến Quốc năm 220 trước Công Nguyên, Tần Thủy Hoàng ra lệnh xóa hết biên giới giữa các nước chư hầu. Các bức tượng ở phía Bắc được kết nối thành vạn lý trưởng thành. Tướng Mông Điềm được giao nhiệm vụ giám sát quá trình xây dựng, tận dụng một đội quân khổng lồ là dân thường và các tù nhân. Vạn lý trưởng thành thời Tần Thủy Hoàng dài 4.800 km từ Sơn Hải Quan cho đến tỉnh Cam Túc. Ở một số khu vực, tường thành được xây dày hơn để gia cố an ninh. Tường thành cao khoảng 10 mét với các thành lũy nằm dài rác cùng các tháp canh. Theo History, sử pháp Trung Hoa chép rằng ước tính có tới 400.000 người bỏ mạng để xây dựng vạn lý trưởng thành thời Tần Thủy Hoàng. Những người chết được chôn ngay bên trong tường thành. Con số 400.000 người chết suốt một thời gian dài là chủ đề tranh cãi của các học giả Trung Quốc. Có người cho rằng 400.000 người là đội quân của tướng Mông Điềm tiến lên phương Bắc đánh dẹp các bộ tộc thiểu số, tạo khoảng trống xây dựng trường thành. Không rõ trong số này có bao nhiêu người là chết khi chiến đấu, có bao nhiêu người chết khi xây dựng tường thành. Và còn những người chết vì bệnh tật. Một lý do gây tranh cãi là Tần Thủy Hoàng lên ngôi hoàng đế trị vì và nắm quyền khoảng 10 năm thì qua đời. Ngoài vạn lý trưởng thành, Tần Thủy Hoàng cũng cho xây dựng nhiều công trình nguy nga khác, tiêu tốn nhiều nhân lực nên số người chết khi xây dựng vạn lý trưởng thành có thể đã bị thổi phồng, theo History. Sau này, Mông Điềm cùng con trai cả của Tần Thủy Hoàng là Phù Tô bị gian thần hại chết. Trung Hoa chìm trong hỗn loạn và kế hoạch xây trưởng thành cũng đã bị ngừng lại suốt hàng trăm năm. Ngày nay, những di tích về vạn lý trưởng thành chủ yếu được xây ở thời nhà Minh năm 1368 đến năm 1644. Vạn lý trưởng thành ngày nay được xây từ năm 1474 sau một giai đoạn nhà Minh không ngừng mở mang bờ cõi chuyển về trạng thái phòng thủ. Việc mở rộng gia cố vạn lý trưởng thành phù hợp với chiến lược này, ước tính có khoảng 25.000 tháp canh đã được xây dựng dọc theo các bức tường. Bức tường được xây bằng những vật liệu tốt với đá cứng và các bề mặt ở trên đỉnh thành tốt hơn nhiều so với thời Tần Thủy Hoàng. Điều đáng nói là mặc dù tường thành được xây dựng với quy mô lớn hơn, số người chết khi xây dựng vạn lý trưởng thành thời nhà Minh lại không được nhắc đến. Trên thực tế, dù là công trình đồ sộ mang ý nghĩa chiến lược, vạn lý trưởng thành chưa bao giờ ngăn được bước tiến của kẻ thù phương Bắc, dù đó là các bộ lạc du mục của quân Mông Cổ hay cuối cùng là người Mãn. Vào giữa thế kỷ 17, người Mãn từ phương Bắc tiến xuống phía Nam, vượt qua Trường Thành để kiểm soát Bắc Kinh, chấm dứt sự cai trị của nhà Minh, mở ra thời nhà Thanh. Các nhà sử học quân sự ngày nay thường gạt bỏ giá trị thật của bức tường thành vĩ đại. Nhà Minh tốn nhiều tiền của và công sức để xây dựng, duy trì nhưng lại không hiệu quả bằng việc mua thêm vũ khí như pháo, súng để nâng cao khả năng chiến đấu. Thưa quý vị, vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm qua, một trận động đất mạnh hơn 7,5 độ Richter đã xảy ra ở khu vực miền Nam của Trung Quốc, nơi có bức tượng cuối cùng của vạn lý trưởng thành đi qua đã nhấn chìm toàn bộ 500 mét tường thành chạy qua khu vực tỉnh Vân Nam, làm thiệt mạng hơn 420 người. Trong bản tin chúng tôi đã đưa, chủ yếu là do du khách đang đi tham quan tại khu vực này gây ra một cảnh tượng kinh hoàng cho những người may mắn sống sót. Không dừng lại ở đó, một con sóng thần đã ập đến không lâu sau trận động đất. Nó đã phá hủy nặng nề khu vực bờ biển phía Nam, gồm khu tự trị Quảng Tây, Giang Tô, Thượng Hải của nước này. Hơn 17.000 ngôi nhà cùng hơn 2.200 người cũng đã bị cuốn trôi theo dòng di chuyển của sóng dữ, làm chấn động dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc, đặc biệt là các tỉnh Quảng Tây, Giang Tô, Chiết Giang đang nỗ lực khắc phục hậu quả thảm họa kinh hoàng này. Thưa quý vị, chính phủ Việt Nam đã chính thức bàn giao 300 tấn gạo cho dân chúng vùng lũ lụt ở Trung Quốc sau khi phía chính quyền Bắc Kinh gửi công hàm cầu cứu. Trong công hàm cầu cứu gửi đến chính quyền Việt Nam, Trung Quốc yêu cầu Việt Nam tiếp nhận hơn 10 triệu dân Trung Quốc sang lánh nạn, nhưng Việt Nam đã từ chối thẳng thừng, tránh để mất nhuệ khí với nước láng giềng. Vừa qua, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã cảnh báo rằng lưu vực sông Trường Giang sẽ còn có những trận mưa lớn trong 24 giờ tới. Trung tâm này ước tính rằng tổng lượng mưa ở phía nam lưu vực sông Trường Giang của Trung Quốc sẽ đạt khoảng từ 100-180mm, một số vùng lượng mưa có thể lên đến 300mm. Trung tâm cũng cảnh báo rằng các khu vực phía bắc của Trung Quốc như Tây Tạng, Tân Cương, Thanh Hải, Cam Túc, Nội Mông, Bắc Kinh, Thiên Tân, Liêu Ninh và Hắc Long Giang sẽ có mưa lớn trong những ngày tới. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua,
Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói rằng sẽ có lũ lụt tại các con sông Hoàng Hà, sông Hải Hà và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những ngày tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Ông Diệp nói chúng ta nên chú ý nhiều hơn vào miền Bắc của Trung Quốc. Thứ trưởng Diệp giải thích lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 1,5 đến 2,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân để tránh bị ảnh hưởng. Một cư dân sống tại làng Yushan nằm ở thành phố Đồng Lăng thuộc tỉnh An Huy, phía đông của Trung Quốc dọc sông Trường Giang chảy qua đã chia sẻ rằng ông và dân làng bị buộc rời khỏi quê nhà vốn ở gần một con đê nhỏ trong ngày hôm đó. Ông Wang cho biết thêm rằng chính quyền đã từ bỏ những khu vực đê nhỏ để bảo vệ những khu vực đê lớn hơn. Làng Hu Đông và hàng chục ngôi làng khác ở những huyện đã bị nước lũ nhấn chìm vừa qua. Sau nhiều lần đê vỡ, giới chức tuyên bố rằng họ đã sơ tán người dân bị ảnh hưởng, nhưng dân tộc Yu vẫn đang bị mắc kẹt trong nhà của họ. Lũ lụt vẫn chưa rút khỏi khu vực này. Trao đổi với tờ The Epoch Times, người cha của gia đình cho biết, ngập lụt ở khắp mọi nơi, chúng tôi không thể đi ra ngoài, chúng tôi thật sự cần thực phẩm. Nước lũ đã đạt tới đỉnh tại các thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc thuộc miền Trung Trung Quốc. Rất nhiều người đã tỏ ra thương tiếc cho người dân của mình ở Trung Hoa Đại Lục, nhưng họ chỉ biết trách chính quyền tham lam vô độ của ông Tập Cận Bình. Bởi vì chính những chính sách sai trái, đường lối không đúng đắn của ông ta đã làm cho Trung Quốc trở nên điêu đứng và tang thương chưa từng có. Hiện hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc Đại Lục đang mất dần lòng tin với cơ quan đầu não của ông Tập. Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, Trung Quốc đã để xảy ra liên tục những cơn bão với 2 cơn bão, 164 trận dông lốc, lũ quét, sạt lở và mưa đá. Thiên tai đã làm cho hơn 100 người chết và nhiều người bị mất tích, có tới 130 người bị thương. Lũ ống, lũ quét, động đất sóng thần đã làm trên 1.750 ngôi nhà bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều cơ quan ban ngành chính phủ Trung Quốc đã bị phong tỏa vì nước lũ dâng cao. Ước tính thiệt hại về kinh tế là không thể đong đếm được bằng tiền. Nhưng điều đáng nói ở đây là hầu hết cuộc sống của người dân bị đóng băng và trì trệ, ngừng hoạt động. Hệ thống lưới điện quốc gia cũng bị gián đoạn, trường học thì đóng cửa, nhà máy xí nghiệp bị niêm phong và rất nhiều người bị thất nghiệp. Trong vài thập kỷ trở lại đây, các thảm họa thường xuyên xảy ra trên khắp nơi của thế giới với đủ mọi hình thức khác nhau. Nó tàn phá và để lại hậu quả tổn thất hết sức nặng nề cho con người. Theo các chuyên gia cho biết, nguyên nhân gây ra thảm họa thiên tai chính là do sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt và cực đoan. Vâng, nhắc đến thiên tai thảm họa thì không thể không nhắc đến Trung Quốc. Vì vị trí địa lý cũng như yếu tố con người muốn xoay chuyển quy luật tự nhiên bằng cách xây hàng ngàn con đập thủy điện tầm cỡ thế giới, nhiều trận mưa lớn và kéo dài trong nhiều ngày đã gây ra những trận lụt hết sức nghiêm trọng. Theo các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thiên tai cho hay, đất nước Trung Quốc năm nay lũ lụt và thậm chí là động đất diễn ra nghiêm trọng tại các tỉnh và thành phố phía đông, miền Trung Trung Quốc, theo tần suất dày hơn, sớm hơn, dữ dội hơn và kéo dài hơn. Theo Trung tâm Khí tượng Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, đến nay các tỉnh nằm tại ven sông Dương Tử đang phải hứng chịu các trận mưa lớn dữ dội, khiến cho các con sông tại khu vực hạ lưu của đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gánh chịu thiệt hại to lớn. Nước lũ nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân và cướp đi hàng trăm hecta hoa màu của vô số tài sản của người dân nằm ngổn ngang dưới dòng nước lũ. Trận lũ đã gây tổn thất nặng nề về sinh mạng và kinh tế cho người dân. Theo Reuters đưa tin, vào sáng nay, một trận lũ lụt đã xảy ra tại thị trấn Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc, đã hứng chịu trận lũ lụt hết sức tồi tệ trong nhiều thập kỷ qua. Tại tỉnh này, sau một trận mưa dông kéo dài 3 ngày liên tiếp đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đường xá trong thành phố, khiến người dân trong thị trấn gồng mình chạy lũ để bảo toàn tính mạng. Giờ đây, việc lũ lụt tại đất nước Trung Quốc đã không còn gì xa lạ đối với người dân Trung Quốc nói chung và 27 tỉnh thành và các khu vực khác tại Trung Quốc nói riêng. Dòng nước lũ ngày một xối xả dữ tợn, cuốn trôi nhiều ô tô, nhà cửa của người dân. Nhóm phóng viên của chúng tôi đã có mặt tại hiện trường, ghi lại hình ảnh cho thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn, thật hãi hùng, tàn phá và nuốt trôi tài sản của người dân. Có khoảng 12.000 người dân trong thành phố đã phải sơ tán lên vùng cao hơn để giữ an toàn, bởi với tình hình hiện nay, trời mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và đang còn diễn biến phức tạp trong mấy ngày tới. Chính vì thế, công tác cứu hộ tại khu vực này xảy ra thảm họa đang gặp vấn đề vô cùng khó khăn. Các nhân viên cứu hộ dùng xuồng cỡ lớn và cố gắng đưa những nạn nhân đang mắc kẹt trên mái nhà và các tòa nhà cao tầng khác. Cho đến sáng nay, chưa có con số thống kê nào được báo cáo thiệt hại về người.
thị trấn Lưu Bá nằm bên cạnh thị trấn Hán Trung cũng chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt tương tự. Nước lũ cuồn cuộn tràn xuống qua các con phố có độ dốc cao đã cuốn trôi hàng trăm chiếc ô tô chất thành đống tại một ngã tư và cuốn phăng mọi thứ trên vỉa hè. Bất cứ thứ gì có mặt trên đường đi của nó, trước sự bàng hoàng và run sợ của người dân đang quan sát từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà cao tầng, hiện vẫn chưa có tính chính xác về con số thiệt hại. Nhưng theo giới chức địa phương, dự tính tổng thiệt hại không hề nhỏ. Trong suốt từ đầu tháng cho tới nay, tại phía Tây băng tan bồi thêm các trận mưa lớn liên tục kéo dài gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẩy lượng nước lũ đổ về sông Dương Tử ngày một tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống của người dân trong mùa lũ năm nay. Vào sáng ngày hôm qua, theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây. Cần đề phòng, có thể có một trận lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra do lượng mưa lớn không ngừng tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở trên thượng nguồn sông Dương Tử thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Theo Tân Hoa Xã đã dự báo tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong năm vào tối thứ ba ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối trên giây. Các đoạn đê của sông Dương Tử, Hồ Bắc và các nơi khác đã bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Chính quyền các tỉnh xin hỗ trợ vốn tài chính. Chính quyền Trung ương Trung Quốc buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả đá vào chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản lượng nước tràn qua, đồng thời đặt hàng triệu bao cát vào các chỗ đê bị nứt. Có nơi dòng nước lũ đã dâng cao vượt mức kiểm soát. Tầng 1 của các ngôi nhà ở thị trấn trong khu vực đã ngập chìm trong nước. Bộ cây trồng và hoa màu xung quanh khu vực bị ngập úng. Tất cả hoa màu người dân bị nước lũ nhấn chìm, gây thiệt hại nặng nề cho mùa thu hoạch sắp tới. Đến ngày hôm nay, từ Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng đến nay, bộ này buộc ra lệnh sơ tán hơn 2 triệu người dân từ 2 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ hoành hành, hầu hết là người dân từ miền Trung, phía Đông, phía Nam Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Bộ Ứng phó Khẩn cấp đưa ra lời báo cáo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc, Tân Hoa Xã đưa tin. Vào sáng ngày hôm qua, mưa lớn cũng đã gây ra 3 trận lở đất tại một thị trấn nhỏ ở vùng núi Trùng Khánh thuộc khu vực thượng nguồn sông Dương Tử đã khiến 3 người thiệt mạng, 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ lụt đang diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực của các tỉnh phía Nam Trung Quốc, đặc biệt khu vực miền Trung, miền Nam. Năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng đã xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão số 1 cũng đã xuất hiện hồi đầu tháng cho đến nay. Tiếp đến là cơn bão số 2. Các tỉnh, thành phố phía Đông của Trung Quốc đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán và các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa xảy ra liên tục đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là giảm thiểu lũ lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại và đây cũng là điều khiến cho giới chức Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy năm qua và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào sáng ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài, sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới. Tuy nhiên người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè sẽ cao gấp 2,5 đến 3,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với The Epoch Times, người dân ở các tỉnh ngập lụt An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ hoặc do vỡ đê. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Theo người dân địa phương cho biết, 100 tỷ nhân dân tệ sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng gây ra. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ tại các vụ viện vào hôm qua để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Thưa quý vị, mới đây, Chủ tịch nước đã có công văn gửi cho Bộ Ngoại giao với người phát ngôn bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.
tình hình hiện tại ở miền Nam phía Trung Quốc đang rất hỗn loạn do lũ lụt tàn phá. Hàng loạt ngôi làng đã bị lũ dữ cuốn trôi nên phải chịu sức ép từ cơn bão số 2 sắp đổ bộ. Dân chúng Trung Quốc hết nơi lưu trú. Nếu họ di tản lên Mông Cổ thì đoạn đường khá xa, phải mất 10 ngày nếu di chuyển bằng xe máy. Vậy nên họ đã chọn Việt Nam để tránh trú với các tỉnh miền Nam Trung Quốc. Giáp với Việt Nam, họ chỉ mất khoảng 1 ngày di chuyển để đến được các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam và Lào. Hiện tại, dòng người đang trực chờ ở biên giới để vào Việt Nam đã lên tới 15 triệu người. Đại diện Bộ Ngoại giao bà Lê Thị Thu Hằng đọc tuyên bố của Chủ tịch nước cấm dân Trung Quốc vượt biên bằng mọi hình thức nếu chưa được sự cho phép của cơ quan thẩm quyền Việt Nam. Nặng hơn thế, nếu có biểu hiện chống đối, không chấp hành nghiêm luật lệ của Việt Nam mà cố tình đi vào Việt Nam ngay lập tức sẽ bị bắn hạ. Vậy nên yêu cầu công dân Trung Quốc hãy thực sự tôn trọng luật pháp của Việt Nam. Chúng tôi đang cố nối đàm phán với chính quyền Trung Quốc để giải quyết vấn đề nêu trên. Thưa quý vị, tiếp theo mời quý vị lắng nghe phần tin bão lũ của Trung Quốc. Tin nóng, chấn động khi một trận động đất mạnh 7,9 độ Richter làm rung chuyển 13 thành phố của Trung Quốc, tâm chấn cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 200 km, nhưng người dân ở đây vẫn thấy rung lắc mạnh. Trận động đất đã làm cho phần chân móng con đập Tam Hiệp bị rạn nứt, khiến chính quyền ông Tập Cận Bình đứng ngồi không yên. Hiện các cơ quan cảnh báo động đất sóng thần của Trung Quốc vừa ra thông báo khẩn cấp tới người dân của nước này, yêu cầu họ phải đi sơ tán gấp nếu không sẽ bị nguy hiểm. Dự báo Trung Quốc trong những ngày tới sẽ còn hứng chịu tiếp một trận động đất và một trận mưa đá dữ dội hơn nữa. Đó là thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc đã phát ra thông báo. Nếu điều này xảy ra thì khả năng con đập Tam Hiệp của Trung Quốc sẽ bị vỡ và khi đó toàn bộ 2/3 diện tích của Trung Quốc sẽ bị 60 tỷ mét khối nước của đập Tam Hiệp nhấn chìm và cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thế giới sẽ không còn xuất hiện cái tên Trung Quốc trên bản đồ nữa và đây không biết là tin vui hay là tin buồn cho châu Á, châu Âu và châu Mỹ, châu Úc. Thưa quý vị, một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng Bắc Kinh đang điều động hàng nghìn xe quân sự bọc thép lên con đập Tam Hiệp để quyết định phá vỡ con đập này trước khi nó sẽ tự vỡ. Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật được, đỉnh lũ số 1 đang xuất hiện trên đập Tam Hiệp vào ngày hôm kia, khiến cho mực nước tại con đập này đã vượt qua mức cảnh báo cao. Nước mưa lớn liên tục trút xuống trong những ngày vừa qua đã làm cho con sông Dương Tử báo động đỏ ở mức độ cao nhất. Con đập Tam Hiệp được cho là đã hết sức chịu đựng và nếu không tự phá bỏ thì nó sẽ gây thảm họa cực kỳ tàn khốc cho người dân Trung Quốc. Các khối bê tông của con đập Tam Hiệp được cho là đang bị nứt nghiêm trọng và bị rò rỉ nước. Nếu tình trạng mưa lớn còn tiếp tục kéo dài trong một vài ngày tới, thì lượng nước trong hồ sẽ khiến cho con đập nổ tung như một quả bom, khiến cho hàng triệu người dân Trung Quốc sẽ bị chìm trong biển nước. Và theo như dự báo, có ít nhất 800 triệu người dân ở 28 tỉnh thành phía Nam Trung Quốc sẽ bị chìm trong biển nước như ngày tận thế. Các thành phố, các cao ốc, xí nghiệp, nhà máy sản xuất dân dụng và rất nhiều thứ khác nữa sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Chỉ trong gần một giờ, người dân Trung Quốc sẽ ngập chìm trong biển nước và đây là một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng. Đó là lý do vì sao ngày hôm qua, ông Lý Khắc Cường đã quyết định điều động hàng nghìn xe bọc thép và 50 tiểu đoàn lên gần con đập Tam Hiệp để tiến hành tự phá con đập này, tránh hậu quả thảm khốc xảy ra trong một vài ngày tới. Hàng triệu người dân xung quanh con đập Tam Hiệp đã được di tản khẩn cấp ngay trong đêm lên các đỉnh núi cao. Hàng triệu người khác đã lên khu vực Vạn Lý Trường Thành để lánh nạn. Theo Ủy ban Chính trị Trung Quốc cho biết vào tối ngày hôm qua, dự báo bão số 2 có tên quốc tế là Muno bất ngờ đổ bộ phía nam của Trung Quốc với vận tốc kinh hoàng và hiện đã tiến đến đảo Hải Nam. Đây là vị trí chiến lược quân sự quan trọng của Trung Quốc trên vùng Biển Đông. Đúng như các nhà quan sát khí tượng nhận định, siêu bão lần này diễn biến khá phức tạp và không theo quy luật nào. Trước đó, cơ quan khí tượng Trung Quốc còn dự báo bão sẽ suy yếu trước khi đổ bộ vào nước này. Nhưng giờ đây, tất cả mọi thứ đều ngược lại, khiến nhiều cư dân mạng quốc tế phải thốt lên và siêu bão số 2 Monu ngông cuồng như giới chức chính quyền ông Tập Cận Bình. Tin quá vui, hơn 50 triệu người dân Trung Quốc thất bại khi muốn tìm cách tràn qua biên giới phía Bắc Việt Nam. Thủ tướng Trung Quốc bẽ mặt khi nghe bài phát biểu đanh thép của Thủ tướng Chính phủ đương thời Việt Nam. Thưa quý vị, vừa qua, Đại sứ Trung Quốc đã gửi cho Văn phòng Thủ tướng Việt Nam một công hàm khẩn. Nội dung công hàm nêu rõ, Việt Nam bắt buộc phải nhận 23 trên 50 triệu dân Trung Quốc đang trực chờ ở biên giới. Nếu Việt Nam kiên quyết không nhận số dân kể trên, Trung Quốc sẽ có biện pháp mạnh đáp trả. Trung Quốc còn đưa thêm dẫn chứng Campuchia là một nước nhỏ, ấy vậy mà cũng đã tiếp nhận hơn 16 triệu dân Trung Quốc. Vậy Việt Nam là nước lớn gấp 4 lần Campuchia mà lại dám từ chối lời đề nghị của Trung Quốc?
Vâng, ngay sau khi bức công hàm gửi đến Thủ tướng Việt Nam, Thủ tướng của chúng ta đã không thể kiềm chế được sự giận dữ, đập bàn yêu cầu họp gấp với báo chí, quyết không để Trung Quốc nói sằng bậy cũng như dám bố láo ra lệnh cho Việt Nam. Việt Nam từ ngày xưa đến nay chưa biết sợ cũng như chưa làm nô lệ của quốc gia nào trên thế giới. Ngay cả Mỹ cũng phải nể phục Việt Nam. Ấy vậy mà Trung Quốc còn lớn giọng đến như vậy, thật không ra thể thống nào. Thủ tướng Việt Nam tuyên bố bất cứ công dân Trung Quốc nào cũng phải hiểu rõ luật pháp Việt Nam để tránh hậu quả đáng tiếc. Cấm dân Trung Quốc vượt biên bằng mọi hình thức nếu chưa được sự cho phép của cơ quan thẩm quyền của Việt Nam. Nặng hơn thế, nếu có biểu hiện chống đối, không chấp hành nghiêm luật lệ của Việt Nam mà cố tình đi vào Việt Nam ngay lập tức sẽ bị bắn bỏ và yêu cầu công dân Trung Quốc hãy thực sự tôn trọng luật pháp Việt Nam. Thưa quý vị, mưa bão, lũ lụt, thiên tai của Trung Quốc đã gây thảm họa liên tục giáng xuống đầu của Trung Quốc. Hôm qua, thông tấn xã của nước này cho biết một trận mưa lũ mịt mù tiếp tục càn quét thủ đô Bắc Kinh, khiến ngôi nhà của em trai ông Tập Cận Bình bị ngập tới nóc. Còn tại resort 5 sao của cô em gái ông Tập Cận Bình, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 60 km theo hướng về phía nam Trung Quốc, cũng bị mưa đá rơi xuống làm cho tan hoang. Mọi người cho rằng Đức Chúa Trời vẫn tiếp tục nổi dậy trừng phạt chính quyền ông Tập Cận Bình vì hôm qua ông ta vẫn cho máy bay tàu chiến áp sát quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông, bất chấp những cảnh báo của thế giới. Đó chính là nguyên nhân vì sao mẹ thiên nhiên trời đất lại tiếp tục cho mưa lũ kéo tới và đánh sập ngôi nhà của em trai ông Tập cũng như là khu resort của em gái ông ta. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, hôm qua đưa tin về dự báo thời tiết cho rằng trận lũ số 1 chưa qua thì ngày hôm qua Trung Quốc lại tiếp tục hứng chịu trận lũ số 2 khi mà lưu lượng nước chảy vào đập Tam Hiệp tăng nhanh chóng, đạt 53.000 mét khối trên giây. Dự kiến lưu lượng nước chảy vào con đập Tam Hiệp có thể đạt tới mức độ cao nhất là 59.000 mét khối trên giây. Các thành phố như Vũ Hán, Tứ Xuyên, An Huy, Chiết Giang, Thượng Hải và những khu vực phía nam Trung Quốc vẫn tiếp tục bị chìm trong biển nước. Hiện những nơi này đang được nâng mức cảnh báo lên mức cảnh báo đỏ. Đây là mức cảnh báo cao nhất của mưa lũ. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc cho biết, tính đến ngày hôm qua, Trung Quốc đã hứng chịu ngày thứ 70 liên tiếp khi những mưa to, gió lớn đã khiến mực nước ở nhiều con sông của Trung Quốc tăng cao, làm cho 3.850 căn nhà cao tầng bị ngập lụt, 253 người thiệt mạng và mất tích. Cầu cống, đường xá, bệnh viện, trường học bị cô lập. Trong khi đó, mực nước ở Hồ Bà Dương, tỉnh Giang Tây, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc đối với con sông Trường Giang cũng cao hơn mức cảnh báo 2,5m. Một số đoạn đê quanh Hồ Bà Dương cũng đã bị vỡ do nước lũ ồ ạt chảy qua, nhấn chìm toàn bộ nhà cửa xung quanh. Hồ Thái Hà ở thành phố Thượng Hải cũng phải nâng mức báo động đỏ sau khi nước dâng cao hơn 1m so với mức an toàn. Đứng trước bối cảnh đó, các chuyên gia cho rằng năm nay là một năm đại họa của Trung Quốc. Còn các nhà tiên tri dự đoán rằng từ nay cho đến cuối năm, Trung Quốc sẽ hứng chịu rất nhiều những tai họa mà thiên nhiên mang đến. Trung Quốc đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới chuỗi cung ứng toàn cầu. Trung Quốc được cho là nguyên nhân gây ra thảm họa cho thế giới, gây ra sự xáo trộn không hề nhẹ cho nhân loại. Tính đến nay, đã có ít nhất 2,6 triệu người dân của Trung Quốc phải rời bỏ nhà cửa, gần 3 triệu người phải sơ tán đi các nơi khác để trú ẩn. Theo các chuyên gia, sau trận mưa lũ lịch sử này, nhiều khu vực nổi tiếng Trung Quốc sẽ không thể quay trở lại trạng thái ban đầu bởi vì ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh là vô cùng nặng nề. Theo một tờ báo của Lào cho biết, hiện nước Lào cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ từ phía Trung Quốc tràn sang. Đợt mưa lũ đầu mùa năm nay ở các tỉnh phía Nam Trung Quốc đã cướp đi nhiều sinh mạng, con số lên tới 63 người. Hôm qua, theo thống kê mới nhất của một trang tin cho biết, đã có 63 người thiệt mạng do mưa lũ và động đất, thiệt hại kinh tế lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Theo một báo cáo rất ngắn gọn của Bộ Quản lý Tình huống Khẩn cấp Trung Quốc cung cấp, các trận mưa lớn và kéo dài ở vùng Đông Nam nơi này đã gây ra lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng. Hàng ngàn con đường và con sông bị ngập lụt, hàng ngàn ngôi nhà bị nhấn chìm từ 2 đến 3 tầng. Một lượng nước khổng lồ đã gây ra lũ quét, sạt lở, hủy hoại nhiều làng mạc, cuốn trôi nhiều nhà cửa, đường xá. Đã có ít nhất 63 người thiệt mạng và mất tích. Tổng cộng đã có 8,3 triệu người dân Trung Quốc ở 13 tỉnh thành phố lưu vực sông Dương Tử bị ảnh hưởng trong cuộc sống và gần 1 triệu người dân Trung Quốc bị cô lập. Dự báo trong những ngày tiếp theo, Trung Quốc sẽ còn hứng chịu những đợt lũ quét do mưa xối xả xảy ra. Dự báo ngắn gọn vào sáng ngày hôm nay của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, mưa lớn kèm theo sấm sét, lũ quét, sạt lở và mưa đá tiếp tục xảy ra trong vài ngày tới. Lượng mưa đo được tại các tỉnh Hồ Nam, Phúc Kiến từ hai hôm trước dao động phổ biến từ 150mm, có nơi lên tới 270mm. Nhiều hệ thống sông ngòi đang bị quá tải, vượt quá mức báo động đỏ.
một số khách sạn và nhà hàng ven sông ở Trung Quốc bị cuốn trôi. Thống kê chưa đầy đủ của trang tin địa phương cho biết đã ảnh hưởng tới hàng triệu người dân Trung Hoa đại lục. Trong khi đó, kết quả thống kê của một nhà môi giới bảo hiểm quốc tế cho biết thiệt hại của lũ lụt gây ra ở Trung Quốc trong những ngày vừa qua có thể lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ. Đây chính là thiệt hại nặng nề nhất mà chính phủ Trung Quốc phải gánh chịu. Theo các nhà quan sát cho biết, đợt mưa lũ đầu năm nay của Trung Quốc dự báo sẽ còn tiếp tục và nghiêm trọng trong những ngày tới, rất có thể sẽ tạo ra một kỷ lục mới trong những trận lũ lụt đã gây thiệt hại lớn nhất trong lịch sử của thế giới, theo kết quả nghiên cứu dữ liệu thảm họa thế giới cho biết.